Là mệt. Thế nào trong đêm gala chung kết năm nay con cũng sẽ có một tiết mục ấn tượng nhất trường. Ok? Yeah! No 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 no. I think that's boring. Hả? What? Chán nản á hả? Because everyone can do it. Nhà mình đã quy định như thế nào? Tuy chúng ta sống bên nước Mỹ nhưng mà về nhà phải nói tiếng Việt. Bắt đầu nghiêm túc. Hợp. Tommy, con nói chán là chán sao? Dạ, thưa cha, thưa mẹ, gala năm nào mấy bạn cũng nhảy nhạc giật. Sao? Con có ý kiến. Ý kiến gì? Con sẽ đổi bài mới. Yeah. Đúng rồi, đứng lên con. Hát để đi cầm cho. Đây đây. Đó. Cất luôn nè. Và sau đây con sẽ trình bày bài hát của con. Quê hương là chùm khế ngọn cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là rập bướm giăng bay. Chỉ có quê hương mình, quê hương mình mới có cây đàn bầu thôi con. Thương con ngày đêm gió sương trên bờ dài gánh bao nhọc nhằn. Con thấy ba có một cây đờn mà suốt ngày ba cứ lao chùi riết vậy ba. Mày quên rồi hay sao? Mỗi lần mà gần Tết đến á, thì bà con ta tày tụ về đây người ta nghe tao đờn. À, rồi người ta múa hát văn nghệ văn gừng. Ở còn mày, nhà có mình tao mày gói chi mấy chục đòn bánh tét ăn gì hết. Thì con gói nhiều ra dư rè biếu cho bà con chùm xóm.
năm nào không vậy ba? Chứ không phải thằng con mà thích ăn bánh tét, mày ghé mày gấu rồi mày nhớ nó hả? Tao nói rồi, lúc nó đi á, tao cản. Mày một hai mày nói à, cho nó đi đi ba, rồi nó có tương lai nó lo cho ba, lo cho con. Lo cái gì? Từ ngày nó có vợ có con, nó có dám dắt vợ con nó về đây lần nào không? Nó đi mất biệt. Thì chắc nó bận cái chuyện gì quan trọng nó về không được. Mà về không được thì cũng viết thơ, cũng điện thoại cho con với ba chứ mà. Ủa thơ từ là đủ hả? Mày thấy không? Con bà hai hàng kế bên á, vợ chồng Hương với thằng Lê đó, năm nào cũng về đó, cũng việt kiều đó. Trời ơi, mới nói nó gì rồi kìa. Ê, con chồng con chó. Cứu con, cứu con. Cây, con, cây, cây. Chó, mực. Leo con, leo, 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 trốn, trốn, trốn. Đâu chạy quá, phóng xuống, phóng xuống. Con nhỏ có làm sao không kìa? Không sao nó, coi con chó chạy được không sao con. Trời ơi, chạy đi đâu mà chạy dữ vậy, đi từ từ thôi con, để chó nó cắn. Chó mì, chó mì. Con chạy đi đâu mà chạy nhanh như vậy, má mê chạy theo không kịp. Ở đây ông sông hồ ao suối con mà con lọt dưới làm sao? Không phải làm phiền ông ta bà. Nói nhỏ này biết đâu nó chạy, ta nói chó đuổi không? Tưởng đâu con chó cắn rồi đợi tao đuổi con chó đi chứ. Xin má. Trời trời. Ba ba. Ba. Vậy vậy. Trời trời. Ông gì vợ? Sao chạy vô nhà? Vợ ai? Vợ. Dạ vợ con. Vợ thằng Đại. Trời ơi. Trời ơi, sao mà về không nói trước cho má ai vậy con? Trời ơi, má trông con quá trời, tưởng đâu không về chứ. À, trời ơi, nãy giờ không để ý, vô đâu biết tưởng cháu ai. Nè, 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 coi coi, nó khác trong hình quá trời luôn ba. Về mệt mệt hả tụi con? Trời ơi, dạ. Đi đường dạ, dạ, cũng. Đi bao nhiêu năm, nay lần đầu nó về, mày làm gì quýnh đít lên vậy? Hả? Vào biết thưa, biết khỏi ai chưa? Dạ, con xin lỗi ngoại. Thưa ngoại con mới về. Dạ thưa ngoại con mới về. Chào, chào, chào ông cố đi con. Hi. Dạ, tôi thứ năm. No, 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 hai ông. Con mình tao ở đâu nữa ra hai ông. Sao mì, con khoanh tay lại. Thưa ông cố, con mới về. Thưa ông cố, con mới về. Wow, that's why you look so old. Tommy, con nói như vậy là hổn. Mấy người già người ta không có thích nghe nói mình già. Không có được nói ông cố già nghe chưa? Mày nói ba chữ già đó. Nãy giờ nó nói câu nào tao già đâu. Thôi thôi, tụi nhỏ nó không biết mà ba. À tụi con, đi ra lại đây, rửa mặt, rửa tay, rửa chân đi. Bây giờ vô vô nhà đi ha. Dạ. Đem đồ vô được cái bà. Dạ. Cái gì? Má nấu. Mày nói cái gì? Vô, 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 nấu, nấu. Vô nhà làm gì? Nấu cơm ăn. Cái ngữ này á, nó có nhớ nguồn cội đâu mà vô nấu cơm, vô nó ăn. Ba, con biết là ba giận lắm, nhưng mà ba thông cảm đi. Nó về không được, chắc là nó có chuyện gì rất là quan trọng. Về không được thì cũng viết thơ, cũng điện thoại. Ờ, nó còn gửi tiền cho con với ba nữa mà. Mày nói gì? Tiền thôi đủ hả? Vậy đêm đêm mày ôm cục tiền mày ngủ ngon không? Hả? Rồi mỗi chiều mày ra bến mày trông nó làm chi? Hả? À mấy đứa, không có gì đâu. Đè xách đồ ra làm sao hết đi con. Rồi ra đây mà, có con cá lóc. Nấu, nấu canh chua ăn ngon lắm. Đây, đây, đi, đi con. Ba lát ba vô cơm với tụi con nha ba. Đi vô đi. Đi vô lẹ lên. Dẫn nó vô nhà. Lát ba vô ăn cơm nha ba. Cảm ơn. Vô đi, tao ngủ ngoài đây luôn. Lẹ. Ông cố ơi, bà nội kêu đem chai rượu ra cho ông cố uống. Ông cố uống vô là ông cố hết nóng à. Đang nóng uống rượu vô hết nóng. Biết dạy con quá. Nhìn gì? Ông cố ơi, sao ông cố không vô nhà đi? Nhà ông cố có con gì chích đau lắm. Trời đất ơi, mũi chích nhỏ rồi, cái dầu của tao.
Rồi không? Vô ngủ đi. Dạ. Tao kêu vô ngủ. Ông cố ơi, sao ông cố giận ba con? Tội nghiệp ba con lắm. Ba con cũng nhớ ông cố với bà nội lắm, với quê hương. Nhưng mà ba con không có về được. Sao mà về không được? Ông cố gần đất xa trời rồi, gặp non lần ông cố chết cũng được. Mà nó không chịu về, ông cố mới giận chứ bộ. Dạ thưa ông ngoại. Vô ngủ đi. Dạ thưa ngoại, xin phép cho con được nói. Con biết là ngoại giận vợ chồng con dữ lắm, nhưng mà thiệt tình tội nghiệp anh đại lắm ngoại. Cho em nói đi. Cho em nói đi. Không có cái... Gì vậy? Tự nhiên không có đang nói chuyện với ngoại mà để nó nói. Dạ không có gì đâu ngoại. Nó nói nữa thôi con. Dạ... dạ có đó bà nội. Cái chân của ba con. Thâm đi. Chân con sao? Chân dạ nào? Không có gì má. Bị sao? Đưa má coi coi. Dạ không có. Cái dạ, chân không, nào dạ đúng? Không có. Sao cứng gắt vậy nè? Không có đâu má. Có một cái xe hơi lao vào chân của ba con, cán qua chân của ba con. Mấy tháng trời ba con không có nhúc nhích được. Xong rồi cái chân của ba con mới thành như vậy luôn á bà nội. Đau lắm phải không con? Con sao má? Con quen rồi má, giờ con đi bình thường mà má. Trời ơi, vậy mà sao không cho má hay? Sao không có cho má hay? Đó, bà thấy chưa? Con của con nó bị tai nạn. Nó không có muốn mình nhìn thấy nó vậy mình đau lòng. Vậy mà ba cứ hờn trách nó hoài à. Ông cố ơi, ông cố đừng có giận ba con. Tội nghiệp ba con lắm. Hay bây giờ ông cứ đánh con đi, con thay đàn cho ba con. Ba con còn dạy cho con, quê hương là nơi con sinh ra. Quê hương là quê cha đất tổ. Là cõi người của con, đúng không ba? Ba nói đi ba. Lấy cho rồi mày cho tao. Ba. Ba. Đừng mà ba. Thằng nhỏ đứng dậy. Thằng nhỏ đứng dậy. Mày đưa kia cho tao. Ba. Đưa đi. Tại sao vậy hả đại? Cái đầu mày mày lỡ mày không nhớ quê hương xứ sở. Còn cái thân hình của mày là do má mày sinh mày ra. Tại sao mày bị tai nạn mày không cho má mày biết, không cho tao biết hả đại? Ông cố ơi, có đừng đánh ba con. Ba con còn dạy cho con đánh đàn bầu nữa. Hay để đánh cho ông cố nghe nha. Ông cố hết giận. Thank you.
vậy vậy, tụi bay làm gì vậy? Tụi bay vừa đi vừa làm cái gì mày? Cái gì mày vừa đi vừa múa? Đổ đồ tao. Hả? Cái gì vậy? Ủa? Chứ ông Năm dặn tụi con chiều nay tập văn nghệ, hỡi mà ông Năm lên dây đàn một cái là ào qua tập liền. Con mới nghe đàn đó. Tao đàn hồi nào đâu mà đó. Con nghe rõ ràng luôn. Tụi con bỏ hết công việc trải qua nè. Tao không có đờn. Vậy chứ ai đờn? Cháu cố tao đờn. Trời ơi. Chào mọi người đi con. Vậy mà ông Năm nói là con cháu ông Năm không có nhớ cội nhớ nguồn. Mày nhớ mày. Mà nó chẳng những biết đờn mà còn biết hát không con? Dạ biết. Biết hả? Dạ. Biết gì mình hát bài đi con. Dạ. Nghe múa luôn tụi con. Nó hát mình múa. Tụi bay múa theo nghe. Quê hương gần đây nắng xuống đang về, bước đi chiều nay có ai đang chờ? Thương con mẹ tôi đón xuân lặng lẽ, nơi phương trời xa có nghe tiếng mẹ. Quê hương gần đang múa lên mùa trồng, quang quang hò quang tiếng ai reo hò, đông vui làm sao khắp nơi rộn rã. Quê hương giờ đây mẹ đường cô đơn. Mỗi lộ mùa xuân lúa thơm nghe mà đừng thi thao câu hò. Quê tôi gần bên nhánh sông ven bờ lao tiếng nhịp chèo cua. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về. Quê tôi mẹ trong bóng con nơi phương trời xa. Cháu cố tụi con. Cháu đợi tôi chứ. Quê tôi giờ đang rất vui, hôm nay nắng xuân đang về, rừng mà nước mắt rơi bao nhiêu chiều nay. Cháu cuốn tù ra. Cháu nội thôi nha. Dạ. Cháu cố còn nhỏ mà làm mọi người xúc động quá trời. Bây giờ tất cả mọi người không ai kìm được nước mắt hết trơn trọi á. Rồi, cảm ơn đại gia đình của chúng ta nghe. Ông cố, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Bà nội, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương. Mẹ, nghệ sĩ Lý Thanh Thảo. Cha, ca sĩ Quốc Đại. Cháu cố, Quốc Dương. Cảm ơn đại gia đình. Xin mời thầy giáo Quang Lê nha. Thật sự là hôm nay cảm ơn đại nhiều lắm. Nãy giờ Quang Lê ngồi, Quang Lê thấy một cái hoàn cảnh của gia đình mình trong cái vở kịch này. Quang Lê xúc động lắm và phải khen là con đóng rất là hồn nhiên. Đây là một cái vai diễn mà đã chạm vào lòng chú. Con là một diễn viên nhí thật thụ và con đã chinh phục được lòng chú. Cảm ơn anh Hữu Quốc, anh cực kỳ duyên dáng. Hôm nay nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương không hát một câu nào hết, chỉ diễn xuất thôi, nhưng mà những nhân vật đó diễn rất tốt. Khi mà đã có dàn diễn xuất tốt đó, thì rất là lo cho bé, tại vì bé quá nhỏ, kỹ thuật của con sẽ không có lấn lát được những người kia. Nhưng hôm nay hoàn toàn con chinh phục bằng khả năng diễn xuất. Lúc đầu con ra con nhảy, con là talent, con là tài năng, chứ không đặt để con vô một cái gì đó. Chú Đại rất thông minh. Khi không cho con hát chuyên, không cho con đàn, không cho con nhảy, không cho con diễn xuất mà lấy bốn cái đó gom về một chỗ. Tôi không hiểu là Đại lấy cái này đâu, nhưng mà đúng vào gia đình của Việt Hương cũng có cái đàn đó. Chồng cũng là ca sĩ, vợ cũng là diễn viên, và đứa con thì con của Việt Hương lúc về bà ngoại mất đó, là mới có 3 tuổi thôi. 3 tháng sau thì bà cố mất. Nhưng mà tâm nguyện của người già, và các bạn hãy nhớ là họ chỉ cần con của mình về vào những cái dịp lễ Tết rất là quan trọng, với một buổi cơm gia đình. Và bọn họ không cần một cái gì hết ngoài gặp con mình ra thôi. Cảm ơn các bạn đã đem cho tôi một cái cảm xúc mà rất là thăng hoa. Trước tiên thì chị cũng cảm ơn Quốc Đại. Em đã phối hợp trên cái sân khấu nó đầy đủ ý nghĩa. Từng câu nói, từng cách diễn,
nó đã xấy vào từng trái tim của mỗi một con người, chứ không phải là những người sống xa xứ không đâu em. Nó nói lên tất cả những gì một cái tình thương quê hương, một tình thương đất nước, tổ tông ông bà cô bác. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Trang rất là bất ngờ với sự quyết liệt của Quốc Đại, một cái sự chuyên nghiệp, đặt hết cái tâm huyết của mình vào chương trình, vào cuộc thi, vào đứa con cưng của mình, và kết quả là cho chúng ta thấy những giọt nước mắt, những cái trái tim chân thành đã dành cho tiết mục này. Một cái tiết mục mà Quốc Dương có thể thể hiện rất là nhiều tài năng của con ở trong đó, mà con thể hiện một cách rất là tự nhiên. Xin được chúc mừng con rất là nhiều. Cảm ơn ý kiến của các vị giám khảo. Giờ thì con trai nói đi, con trai muốn nghe điểm số từ ai? Dạ, cô Đoan Trang. Cô Đoan Trang, con xứng đáng được 10 điểm. 10 điểm. Dạ, mười 10 điểm đầu tiên của đêm nay. Ai nữa nè? Dạ, cô Diệt Hương. Cô Diệt Hương, đương nhiên là 10 điểm. Trò giỏi nhờ có thầy hay, Quốc Đại kết hợp với Quốc Dương mới thành một đại dương. Đúng không ạ? Đại dương. Fan đại dương rộng như biển cả vậy đó. Chúc mừng con trai nhé. Cảm ơn tất cả quý vị trong ban giám khảo. Chúc mừng hai thầy trò nha. Thank you.
vui đua ghe. Niềm vui quê ta gửi sớm phương, rộn ra tiếng chài đua. Mặt nước lung linh, con sóng treo, trăng dài đôi bờ duyên. Đêm sau đêm nay dù sáng soi, chẳng chứa bao tình yêu. Chiều vàng rơm dông mới có tiết mục đầu tiên của đêm nay thôi đó mà hoành tráng lệ vậy đó quý vị. Và tiết mục này cũng đã cho chúng ta thấy được những cái nét đẹp văn hóa ở từng vùng miền trên đất nước Việt Nam chúng ta. Xin mời cô giáo Việt Hương. Cái tiết mục này rất là đặc biệt, tại đây là một trong những cái lễ hội mà Việt Hương rất là muốn được tận mắt để đi xem đua ghe. Nó vui mà nó hào hứng. Điều quan trọng là về tới Sóc Trăng thì không thể nào mà quên được cái món bánh này. Uống nước trà đã dạy bé Kim Anh còn rất là khôn khéo khi đem xuống cho ba ban giám khảo. Mà quan trọng là hôm nay con ra đây á, không có thi tố gì trơn á, lội ngược dòng, lội ngon lành luôn. Mà chịu có một cái là vô chỏng có 2-3 giây mà sao thay được bộ đồ kịp luôn. Hát tốt, ha, vô ra ngon lành. Nói chung là hôm nay con lội ngược dòng là ngon lành rồi. Và hồi nãy là đua ghe mà mình còn về mình thắng luôn nữa, đúng không? Lội ngược dòng mà mình được cái ghe nữa là mình ngon rồi. Bây giờ mình nghe tiếp ý kiến của cô Thanh Hằng nha. Con đã tiến bộ hơn lúc trước. Hai bài nhạc rất là đẹp. Nhưng có một điều rằng là về bên cổ, khi cổ không phải đơn giản. Nếu mà con làm tốt được cái bên cổ nữa thì coi như hôm nay con hoàn hảo lắm. Cô chúc mừng cho con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ cô Đoan Trang. Kim Anh, con là một bé gái rất là tài năng, con có giọng hát rất đẹp, gương mặt rất là dễ thương, sáng sân khấu lắm. Tiết mục này cô Bình Tinh dựng cho con rất là đẹp. Đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với con để mình được trải nghiệm. Tuy nhiên cô vẫn hơi tiếc là con hơi bị vấn đề về phần hơi. Cái lấy hơi của mình đó, nó không dày, cho nên cái phần diễn của mình, cái những cái nốt hát của mình nó chưa đủ độ chính. Tụi con còn nhỏ mà tụi con làm như vậy rất là tốt. Chỉ khắc phục thêm những cái mà mình còn khiếm khuyết nha con. Chúc mừng con. Và một lần nữa, thay đồ rất là giỏi. Bao nhiêu đây tuổi mà con có thể bình thản chạy xuống, thay đồ và chạy lên. Tươi ơi là tươi, còn khuấy động khán giả nữa, cho nên cô chúc mừng con. Cảm ơn các cô nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ ban giám khảo của chúng ta có 3 người. Con được quyền chọn một người để biết điểm số. Con muốn chọn cô nào? Con xin chọn cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô sẽ dành cho bé Kim Anh bao nhiêu điểm? Điểm thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu? Con quên rồi nhỉ. 9, 10. Tới dòng này thì bé nào cũng tài năng như nhau hết. Thấp nhất là 9. 9. Là cao nhất là 10 hả? 10 điểm. 10 điểm. Còn cô Thanh Hằng và cô Đăng Trang thì cuối chương trình chúng ta sẽ biết ha. Và bây giờ chúng ta sẽ lại đến với lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cô bé Huyền Trang, cái cô bé mà mặt xinh ơi là xinh, đôi mắt to ơi là to, mà mấy cái tuần đầu tiên gây ấn tượng với chúng ta trong vai một cái cô bé lang thang. Và hôm nay bé Huyền Trang sẽ quay trở lại ở vòng thi lội ngược dòng này với một tiết mục ca cảnh. Và chắc chắn là tiết mục này nó sẽ có nhiều cái màu sắc mới lạ, mà Đại Nghĩa nghĩ rằng hình như là thầy Quốc Đại có móc nối kết hợp gì với cô Bình Tinh hay sao á. Không biết có không thầy Đại? Anh à anh, mình đang thân mà sao anh lấn sân em vậy? Chúng ta vừa chứng kiến 4 phần thi của 4 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Và trong khi chờ đợi quyết định từ ban giám khảo, chúng ta hãy đến với những món quà đặc biệt
mà các thầy cô chủ nhiệm và các thí sinh của chương trình dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả. Đó là những màn trình diễn kết hợp của thầy cô chủ nhiệm và các bạn thí sinh trong lớp học của mình. Và mở màn cho chuỗi quà tặng đó sẽ là tiết mục đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh và các học trò. We'll be right back.
Thưa quý vị, một tiết mục thật là dễ thương đến từ lớp dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh. Đây là những học trò của lớp dân ca cải lương trong chương trình thử tài siêu nhí. Đây, bạn Thanh Trung, Kim Vàng, Đào Đẹp, Tuyết Nhi, Đào vừa đẹp vừa hát hay, Kim Anh, Kép Đẹp, Trọng Nhân. Xin mời giám khảo Thanh Hằng nhận xét về tiết mục nhóm của lớp của Bình Tinh. Nhìn lại cái tình thầy trò, nó đẹp làm sao đâu. Trong thời gian qua, sự huấn luyện của cô giáo Bình Tinh đã để lại cho các con những cái gì kỷ niệm đẹp, những hành trang để các con tiếp bước theo trên con đường mà các con đam mê. Sau giờ học rồi, các con cứ ngồi nghĩ lại, nhớ lại những giây phút nào, giờ phút nào cô đã luyện tập và tập cho các con, nấn nót cho các con từng lời văn, từng câu ca, từng bộ vũ đạo. Thì các con nhớ lại đó, đem hành trang đó tiếp tục theo cái niềm đam mê của các con nữa. Đội của cô Bình Tinh thì hôm nay các con rất là dễ thương, nhẹ nhàng, tuyệt vời. Cảm ơn cô Bình Tinh, huấn luyện viên Bình Tinh đã tạo cho chương trình thử tài siêu nhí những tiết mục rất là đẹp. Những tâm tình của Đoan Trang, Việt Hương, Quang Lê đã gửi gắm qua lời bình luận của cô Thanh Hằng và đối với Quang Lê. Hay. Dạ con cảm ơn cô. Giỏi. Đoàn kết. Đó trời. Con cảm ơn cô. Hay, giỏi, đoàn kết. Cha của tôi có một niềm đam mê rất cháy bỏng dành cho cải lương. Ngày còn trẻ, cha đi theo một gánh hát cho đến khi cuộc sống thay đổi, không thể theo nghề được nữa. Rồi cha mẹ có tôi, cha đem hết tâm huyết và niềm đam mê của mình đặt vào tôi. Cha hàng ngày buôn bán mưu sinh ngoài chợ để nuôi tôi ăn học và hàm dưỡng tình yêu nghệ thuật. Vậy mà cái tuồng Tô Ánh Nguyệt cha mê nhất, tôi tập mãi cố lắm chỉ thuộc được sơ sơ vài câu. Đến một ngày, tình yêu âm nhạc trong tôi bỗng sục sôi, thúc đẩy tôi cất lên tiếng hát của niềm đam mê thực sự. Thì cũng là ngày cha mẹ tôi hiểu ra dòng máu nghệ thuật vẫn chảy trong con. Hôm nay qua chương trình, tôi muốn dành tặng một món quà cho cha của tôi như một lời cảm ơn dành đến ông. Chỉ còn biết quan tâm đến cha,
Đầy cảm xúc đến từ bé Văn Minh. Và hôm nay cha của con ngồi bên đây phải không? Rồi chạy ra ôm cha một cái đi nào. Cảm ơn cha vì tất cả. Lê hỏi chú có bán cam thiệt không? Có bán không? Tại vì hồi nãy giờ là khát nước lắm, thèm cam lắm rồi. Cái đó là mua cam thôi. Còn ba của Minh là bán thịt heo ở ngoài chợ. Thật mà. Rồi Quang Lê, Tết năm nay gói bánh chưng bánh tét nha. Chị là người gói mua ủng hộ không? Rồi nha. Dạ. Xin mời giám khảo Quang Lê. Con thiệt là hạnh phúc đó, con có một người ba buôn bán để lo lắng cho con ha. Con thể hiện rất là tuyệt vời. Đây bây giờ con nhìn thấy một cái chương trình 4 huấn luyện viên, chỉ còn 4 em thôi. Và con là một trong 4 nhân tài của chương trình. Và chú thấy là con hát hay, không có cái lỗi gì để trừ hết trơn á. Con cảm ơn chú. Với bài hát của con á, cô đánh giá là chú Chí Thiện rất là thông minh. Thông minh ở chỗ là chú biết khi nào bung ra làm hoành tráng, khi nào dồn nén để mà chỉ đánh vào phần cảm xúc. Chỉ có những bài hát nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả. Và ca khúc này cô thấy là tuy rằng lắng nhưng mà con vẫn tôn vinh được cái chất giọng đặc trưng của mình. Cho nên đối với cô đây là một tiết mục rất là thành công. Bốn học sinh, bốn học trò của bốn huấn luyện viên ai cũng đều ngang tài, ngang sức với nhau hết trơn. Bây giờ tụi tôi khó xử lắm đây nè. Dạ. Không đừng hỏi gì nữa hơn. Dạ thôi không dám hỏi nữa. Khó mấy rồi cũng phải xử mà thôi. Mời cô Việt Hương ạ. À, đúng như Đoan Trang nói, Chí Thiện rất là thông minh ở cái dòng này, đánh tâm lý rất là tốt. À, và một cái quan trọng đó là Thiện chọn bài phối này tốt quá, để mà phô được giọng hát khi cần những cái cảm xúc mà nói về cha mẹ là tự nhiên mình đã chuẩn bị tâm lý rồi ha. Cái thông minh nhất là tới giờ phút gây cấn nhất thì đẩy cái clip ba con ra thì cô chết ngất anh ấy, soái ca của tôi đó. Rồi cái tướng thấy đã không, bán ở đâu? Tết này tôi bao mão hết thịt heo của ông nha, tôi về tôi gói bánh tét tặng cho người nghèo cái bánh tét ăn chơi đó. Ăn tết luôn. Dạ chị Việt Hương là chỉ có một cái chương trình riêng của chị. Dạ. Được nhiều người xem yêu thích lắm. Dạ. Cho nên là nếu như mà con may mắn có được vào chung kết thì cô Hương sẽ không phải là giúp cho con không, mà là hỗ trợ cho cả gia đình con luôn nha. Thằng nhỏ hát tình cảm dễ thương hợp lý, đẩy thêm cái video clip của ông ba cha mẹ mà từng tảo nuôi con trên con đường nghệ thuật nữa. Nói gì nữa, 10 điểm. 10 điểm từ giám khảo Việt Hương. Còn giám khảo Quang Lê sao ạ? Bây giờ nha, chú sẽ cho con 9 điểm. Nhưng à, con hát á, khi con hát chú thấy con gay gắt, rồi những cái niệm nhạc vô á, từng cái tế bào trong người con nó cuồn cuộn lên đó. Chú cho con 1 điểm. 10 điểm. 10. Cảm ơn chú. Cảm ơn hai vị giám.
đôi. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đàn bò, một thời hoa bình. Nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây, tiếng ve ru những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn. Ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Nhớ Về Hà Nội, với tiếng hát của bé Vân Anh và vũ đoàn Đam Mê. Chú Nghĩa rất là thích tiết mục này của con, nhưng mà không biết các cô chú thì nghĩ thế nào. Mời cô Đoan Trang. Cảm ơn chú Chí Thiện, bởi vì lâu lắm rồi bản thân cô Đoan Trang mới được nghe lại ca khúc này. Âm nhạc rất là hay và phần hát của con làm cho cô cũng rất là bất ngờ. Cô rất là thích những cái khoảng vang của con, nốt cao hát rất đẹp, nhưng mà nốt thấp vì do mình còn nhỏ đó, cho nên cái giọng của mình nó chưa thoát ra, mình cần phải có thời gian thêm để luyện thanh nha con. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang. Mời cô Việt Hương. Khi con đứng trên đây, cô thấy con già dặn, hát đỉnh đạt, sang trọng như một người lớn đàng hoàng, không hề thấy một cái đứa bé. Điều đặc biệt là chương trình đã dàn dựng cho con một cái sân khấu chỉnh chu và làm cho người khác cảm giác được luôn đang ngồi ở phố cổ. Và con làm cho cô Việt Hương tin rằng đây là một cái cô gái ở ngoài Hà Nội hát đỉnh đạt, nhìn nó hoàn thiện như là một cái bức tranh vẽ lại. Hôm nay con hoàn toàn thuyết phục cô Việt Hương từ giọng hát, biểu diễn, thần thái và tất cả các cô chú dàn dựng cho con. Cảm ơn con, cảm ơn Chí Thiện. Cảm ơn cô Việt Hương. Cảm ơn cô. Còn con bây giờ thì con muốn nghe điểm từ ai? Dạ, con muốn nghe điểm từ cô Việt Hương. Trời ơi, cô Việt Hương được các bé thích cho nên là chọn cô Hương nghe điểm không vậy đó. Cô Hương cho bao nhiêu? Cô Việt Hương hôm nay đắt hàng quá. Khi mà tụi con ngưng lại, cô Việt Hương biết là tụi con không ngưng lại, tiếp tục theo cô giáo mình để học. Cái áp lực không còn nữa, tụi con là mở hết cỡ luôn. Và ngày hôm nay cô hoàn toàn bị tụi con thuyết phục, hoàn thiện hết, cho nên cô gửi con 10 điểm. Con cảm ơn cô. Và bây giờ
Chúng ta sẽ đến với một tiết mục mà chắc chắn luôn, cam đoan luôn, bảo đảm với quý vị luôn là cực kỳ ấn tượng và đặc biệt. Bởi vì đây là một cái cô bé mà chúng ta đã yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái cô bé đến từ cái lớp của cái ca sĩ Quốc Đại đây nè. Cái ông này nè, con ông hiền hiền vậy thôi, cũng nhiều chiêu trò lắm. Và đêm nay, một lần nữa, thầy giáo Quốc Đại lại mang đến cho học trò của mình một bài toán khó. Tiết mục Thái hậu Dương Vân Nga. Wow. Mới nói đến tên của tiết mục thôi, quý vị đã ồ lên rồi đúng không ạ? Nhưng đây không phải là tiết mục cải lương, mà là tiết mục độc thoại. Và
xương ngàn xứ nương đầu, đem vinh quang thăm tô sông Hồ. Nằm mơ xuân vinh quang trở về trôi mãi sông, và ngày nhớ nơi đôi chúng say quân thương, là ngày em mong duyên người làm ca. Nhìn chung bóng tiền, em xin thank you.
Wow. Thưa quý vị, có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca Hội Trùng Dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu được có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 80-90 con người, bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm. Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Cô Hằng cũng xúc động khóc với con. Khóc luôn rồi. Mặc dù tiết mục này không phải là một cái vở kịch, không phải là một trích đoạn cải lương, không có lâm ly mùi mẫn gì hết, mà tự nhiên mình thấy mình xúc động, phải không cô Hằng? Cô xúc động là tại vì cái tuổi của con quá nhỏ mà thầy con đã giao cho con một trọng trách quá trời lớn luôn. Ngay cả cô và chú Văn Lê và tất cả mọi người ở đây còn chưa thể hiện được đó. Nhưng mà cô rất là hãnh diện và hạnh phúc thay cho cha mẹ con đã sanh ra một đứa con như con vậy. Con còn nhỏ mà con thông minh, con trí tuệ quá. Dạ, rất là hiểu được cái niềm xúc động của cô Thanh Hằng. Giám khảo của chương trình, mình theo dõi bé từ đầu đến giờ, mình thấy qua từng tuần thi con ngày một trưởng thành. Và ngày hôm nay khi con hát một cái bản trường ca giới thiệu về quê hương đất nước chúng ta qua ba miền như vậy, thì là một người con Việt Nam, đương nhiên chúng ta sẽ có những cái cảm xúc rất là mãnh liệt khi mà xem tiết mục này, đặc biệt là với cái sự thể hiện của một cậu bé còn quá nhỏ như thế. Nó là một cái thiêng liêng gì đâu á. Bây giờ con là một đứa trẻ thôi mà con đã dẫn dắt riêng cá nhân đối với cô thôi, cô Thanh Hằng thôi, con đã dẫn dắt cái câu chuyện này, cô đã đi vào câu chuyện, chứ cô không nghĩ con là sói nhi của cô nữa, mà con là một nhân vật trong đó, mà thầy đã mời được ba người, ba cô đó về là phụ trợ cho con. Phải nói là khi mà mỗi một người cất lên một giọng hò, mỗi một vùng miền, Thanh Hằng nghĩ rằng mình đang sống ở trong đó, vùng đó, miền đó, tại đó. Phải nói cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Quang Lê. Chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó, con ca một cái chữ mà rất lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được, con ca cái câu mà họ ơi, tiếng nóng ma buồn qua cửa chờ, bên vẫn lâu, thuyền vó đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó con. Đối với chú nó hay vô cùng, quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca. Đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên. Vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chính là hát phát âm đúng rạch Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc da diết.
da diết, legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa, vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động, bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của Vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại, làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất. Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đăng Trang. Vậy rồi giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ nhanh chóng gọn lẹ. Suy nghĩ từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị ơi. Nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết. Bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi. Nhiều cô Hương ơi. Quá à, thấy thương quá à. Thích không con? Con thích không? Hương thích không? Dạ thích. Hương có mệt không? Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không? Nghĩ sao nói vậy à? Không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiều điểm khán giả? 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng và cô Việt Hương nha. Mẫu thân ơi, mẹ đang ở nơi nào? Thiên cung lòng xót đau, làm sao thấy nhau?
thế tình mi liều với nơi này số an bài à. Xót thương đời hai à, tương lời dễ đi tương định tương chi vì chẳng tin dồn sẽ khổ hình ân ngủ lôi thì dương tiễn nguyễn cùng mẹ chết chung đôi kể như đã súc đôi từ thuở còn thơ tre lôi phong tháp hiền mẫu sầu cố lẽ hiếu tử nữ đành sao xem nhẹ chữ thâm tình. Tiền ngươi chẳng nghe lời, chẳng biết quy thân sanh trượt, vậy là chính ngươi tự đi tìm cái chết. Được, cứ được mẹ bình an dù phải dùi thân mạng để dặn hòa ước đời ta mang nguyện đạo làm con. Hay, hay lắm. Dừng lại! Dạ thưa thiên
đã đưa thân vào ô trượt, thế kiếp tiên cùng người trần chung bước thành thân. Đáng lý ra phải chịu tội muôn đời, nhưng nhờ Dương Tiễn tròn hiểu ân cứu mẹ, sanh con Thảo là do phần phước, tội qua nương được qua giải từ đây. Dương Tiễn vẫn tận tâm phò trợ thiên đình, ta chấp thuận cho mẹ con tương ngộ. Đội ơn đánh mẫu. Mẹ, quá khó phải không ạ? Đòi hỏi rất nhiều ở cái phần ca diễn vũ đạo rồi hiệu ứng sân khấu. Cô rất là cảm phục và là kính trọng con, một đứa bé mà con đã một vì cái sự đam mê sân khấu cải lương mà con bất chấp tất cả. Con có cái giọng ca rất tốt. Giọng ca con rất sáng, rất bén của một anh kép hát. Phải giữ cái giọng ca này nghe con. Dạ. Và cũng xin nhắc nhở huấn luyện viên Bình Tinh, tại vì khi huấn luyện viên của con là sở trường là về bên Hồ Quảng nhiều, à về múa mai về Hồ Quảng nhiều, nhưng mà khi mình hát mình dùng hết cái sức lực của mình để mình múa mai rồi mình diễn xuất rồi mình đeo mình mặc đồ trang sức đồ vô nữa, cho nên nó bị giảm đi cái chất giọng ca của mình rất là nhiều. Cái tiết mục này nó đủ thứ cho con, đủ mọi mặt, nào là con múa thương rồi con quay quần rồi con bay con này kia nọ nữa, cho nên nó làm cho con bị giảm bớt đi cái sức lực khi con vô câu giọng cổ nha con. Dạ, dạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Xin mời cô Đoan Trang. Phải có thử thách thì tụi con mới học được nhiều bài học, mới đạt tới được thành công. Và trong một cuộc chơi chắc chắn là phải chơi cho tới cùng, phải mạo hiểm. Cô là cô không thích sự an toàn. Cho nên một cái tiết mục được đầu tư với tất cả công sức như vậy để đem tới thử tài siêu nhí một cái tiết mục quá hay như vậy, một công phu hoành tráng như vậy, thì đó là bao nhiêu cái tâm huyết của cô Bình Tinh dành cho con và dành cho chương trình. Và cô đánh giá là các con rất là bản lĩnh. Tài năng của cô Bình Tinh cộng với bản lĩnh của con, tất cả những gì con cố gắng của ngày hôm nay để đưa cái tiết mục này trở thành một cái tiết mục lên một bậc mới đối với bản thân con. Chúc mừng hai thầy trò con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Xin mời cô Việt Hương. Điểm dành cho bé bao nhiêu ạ? À, 10 điểm. Cô Hằng nè. Bùng luôn. Giỏi luôn. Tuyệt vời. Đồng nha. Là bao nhiêu ạ? 10 điểm. 10 điểm. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng và cô Việt Hương nha. Nồng nàn hương lúa đồng quê, ngày mùa vất vả lúa về đầy sân. Đồng xa cho đến ruộng gần, lúa vàng chảy thẳng hương nồng cốm quê. Có vui xả cánh bay về, tình quê hương lúa như mê hoặc lòng. Bóng ai ngả lộc trên đồng, gió thổi tóc bông bần bay, cánh đồng lộng gió chiều nay. Lâng lâng bỗng thấy như say cả làng, bình minh lên trên cánh đồng xanh. Có đàn cò trắng bay bay, có con trâu đang đi cày, xa xa thấp thoáng cánh diều. Hò ơi, hò ơi, hò. Quê em con gái
gần gũ chất pháp mộc mạc là mảng màu không thể thiếu trong bức tranh đồng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đó là bát cơm, hạt gạo chúng ta hay ăn buổi sớm chiều. Đó là muôn vàn các loại bánh trái ngọt ngào, thơm mát cả một thời tuổi thơ, như là bánh trưng, bánh dày, bánh giò, bánh bò, bánh xèo, bánh béo, bánh đồng, bánh ướt, bánh ít, bánh ú, bánh đúc, vân vân. Cây lúa là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước, cho đất nước Việt Nam, với hình ảnh hai bông lúa trên quốc huy. Cây lúa và hạt gạo không chỉ mang lại sự no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Cây lúa tượng trưng cho tâm hồn con người Việt Nam, mềm mại, dẻo dai, cần cù và giàu tình yêu thương. Đó là một chàng lang liêu trong sử tích bánh trưng, bánh dày đã dùng hạt ngọc lúa gạo tạo ra bánh trưng, bánh dày dâng lên cho vua cha nhằm thể hiện lòng hiếu nghĩa của một người con trai đối với đấng sinh thành. Đó còn là sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người nông dân. Cày đồng đang đuổi ban trưa, mồ hôi thánh thốt như mưa ruộng cày, là tình yêu thương ngọt ngào của mẹ dành cho con. Lúa làm cho đất nước ngày càng thêm trù phú, cuộc sống của người nông dân ngày càng no ấm. Lúa góp phần tôn vinh dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị, đó là tiết mục Lúa mà cô bé dễ thương Vĩ Dạ cùng với các bạn nhỏ của nhóm thiếu nhi Sido đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn các con nha. Các cô chú thấy thế nào? Cô hơi tiếc chút xíu là lúc diễn mà cứ nhìn qua nhìn lại mắt láo liền chút xíu thì nó mất cái độ tập trung thôi. Mai mốt mình phải để ý chỗ đó nghe con. Còn về phần biểu diễn của con, cô luôn luôn ấn tượng cái phần dẫn dắt, cái phần MC của con. Lên giọng xuống giọng, đọc với tất cả cái cảm xúc của mình, đầy xúc cảm. Và cô nghĩ là trong tương lai con rất là có khả năng trở thành một cô giáo dạy văn, hoặc là một nhà thuyết trình, hoặc là một sướng ngôn viên. Nếu con cố gắng, con sẽ là một cô gái rất là thành công trong tương lai. Chúc mừng cho tiết mục của con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nói chung lại là bây giờ đó, không phải là chú ghiền con rồi. Con biết không, là bao nhiêu năm nay chú không có ghiền một cái người nào mà nói mà nó sướng như con đó. Gọi là chứ bây giờ chú là fan hâm mộ của con luôn á. Giờ cho nhiêu điểm cô Hương? 10 điểm. 10 điểm cô Hằng nè. Tiết mục bữa nay cô cũng không cảm thấy không đã gì mấy, cho nên con bị lơ là chút xíu đó. Sao không có lỗi nào trong cái thoại của con, nhưng mà cái lúc mà con diễn trong cái tiết mục đó, nó con có cái sự hơi lơ là chút xíu, nó không có được gọi là tập trung vô. Phải gửi con 9,75. 9,75 cũng là một điểm số rất là cao rồi ạ. Mình còn điểm số của chú Quang Lê với cô Đăng Trang mình chưa biết nữa mà, đúng không? Ẩn số. Dạ, vẫn còn là ẩn số. Hãy subscribe.
đó. Lòng trung của tướng quân gọi hồn thiên núi sông ghi vào lòng. Bây giờ phạm cử chích lễ tân dạ. Mau đến cửa sông bẩm nhân Huệ Dương ta sẽ đến. Không bệ hạ, không đi ngay bệ hạ, đây là lệnh. Bệ hạ đi, xin thần tôn giờ đến. Quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bảo Táp Nguyên Phong với phần dự thi của bé Trọng Nhân. Con biết không, kỳ trước đó là đu đeo bay lên hạ xuống thót tim làm quá trời, kỳ này ra hát đứng sang trọng, hát cho vừa lòng cô Thanh Hằng. Kỳ trước cô Thanh Hằng sợ là mệt hát không được, hôm nay hát xong hết bắt đầu qua đấu. Mà con có biết không, cô nghĩ là nên đem con đi biểu diễn ở các cái trường để cho các bé học lịch sử ha, lịch sử sống coi mà đã dễ sợ luôn á. Coi vậy trời, thuộc liền, thuộc lịch sử gần mai trả bài thuộc liền luôn. Mà cái cỡ tuổi của con mười mấy nữa là các em chịu lắm. Mà biết sao không, cái số kép ông ơi, ông sang quá. Ừ. Cái mặt á, mặt vuông chủ điền, mặt kép, mặt kép sang lắm. Giọng cũng kép, mà tướng tá kép, mà cái mặt diễn rất là bình tĩnh. Thêm cái nữa là con được học thêm sự vũ đạo rất là tuyệt vời.
không phải đơn giản mà để tụi con được biết múa bộ các anh mà trước con nè ha. Hiện tại bây giờ chưa chắc gì các anh lại có một cái bộ vũ đạo giống như là con. Hiện tại bây giờ con đã được về chuyên môn, con đã o bế cái câu vọng cổ, mà cái câu vọng cổ cái vế đầu con vô nó còn hơi bị chênh lệch chút xíu à, cái vế sau con rất là ngọt. Mà cái nhịp của con, mặc dù con không có bóng bẫy về nhịp nhàng, con ca khuôn khổ, nhưng cái khuôn khổ trong đó con nhấn nhá cái chữ và cái văn từ, cái chính tả rất là đúng, không có sai cái gì cả. Con biết không, khi mà cô được ngồi ở đây á, cô cảm thấy mỗi ngày cô yêu cải lương hơn. Cô ước mơ có một ngày cô được hát cải lương và được có một cái vai diễn để được mặc cái bộ trang phục cổ trang này và được diễn xuất những cái vũ đạo của Hồ Quảng. Và cô rất là trân trọng công sức của cô Bình Tinh dành cho các con. Tuy nhiên, theo cá nhân của cô thì cô hơi tiếc chút xíu. Tiếc rằng mấy tuần nay liên tục cái mô típ đi quá giống nhau. Cũng là có những cái người giặt, rồi con lại dùng vũ đạo để đánh. Thì cô cảm nhận là những cái đánh võ đó nó bắt đầu xìu đi. Con có nhớ những cái tuần trước không? Cô đi bằng gối cô cho điểm con nhớ không? Dạ nhớ. Cô dùng hết sức lực của cô để cô la lối Hồ Quảng, con nhớ không? Dạ. Nhưng mà lần này cô hơi xìu chút xíu, bởi vì tất cả những điều đó mình đã thấy qua hết rồi. Cho nên cô ước gì thầy trò của con đổi chiêu chút xíu để cho người ta ấn tượng con hơn nữa. Còn bây giờ con vẫn ấn tượng với những cái vai diễn rất là chính diện, nhưng mà nó cũng như thế thôi. Cho nên cô mong là cái sự đầu tư về ý tưởng nó phải hơn nữa để cho con có cơ hội được thể hiện nhiều cái màu sắc, để cho con học được nhiều bài học hơn trong cuộc chơi này. Cảm ơn giám khảo Đoàn Trang. Đây là một cái lời nhận xét góp ý và là một cái lời gợi ý rất là giá trị. Nếu như mà bé còn sẽ được góp mặt ở những vòng trong nữa đó, thì có thể Bình Tinh nhớ cái lời của Đoàn Trang ngày hôm nay để có thêm ý tưởng cho phần tiết mục của con nha. Xin mời Quang Lê. Những cái vai cổ con làm rất ra rồi. Bây giờ chúng tôi muốn thấy con ở một cái hình hài khác. Tại cái này nó bị lặp lại đúng, Trang nói đúng. Nhưng mà hôm nay chú phải khen con, bởi vì hôm nay giọng con ca rất rất là tuyệt vời, xuống nhịp rất là chắc. Và con biết là bây giờ chú phát hiện ra cái là trong cái giọng con nó rất là sở hữu một cái gì đó riêng biệt. Giống như là giọng của chú Thanh Sang vừa cất lên biết ông Thanh Sang, Minh Dương cất lên biết chú Dương. Phải khen con nha, con có cái giọng rất đặc trưng nha, con mừng đi đó. Mừng đi. Một ca là tao biết con rồi, cứ cất mừng lên là biết Trọng Nhân ha. Rồi. Và điểm số từ giám khảo Quang Lê dành cho bé Trọng Nhân là bao nhiêu ạ? Thế này, chú thích con toàn diện ha, chú cho con 9 điểm. Nhưng con bắn cái câu vòng cổ đúng mục tiêu, chú cho con 50 cent nữa là 9.5. Chưa, con thể hiện tốt chú cho con thêm chấm 5 nữa. Nhưng nữa, chú chỉ trừ một phân nửa của chấm 5 thôi. Là vì con lặp lại cái tuần này nhiều lần rồi ha. Vậy là con được 9.75. Dạ, cảm ơn chú. Riêng cô thì cô nghĩ là trong cải lương nó sẽ có những cái màu sắc. Kỳ trước con là một cái ông hiếu nhi ha. Vũ đạo của con nó khác hẳn. Và vũ đạo cái này là vũ đạo của tướng. Không chừng cô sẽ mời con để biểu diễn ở một cái trường giống như là mình cho các em gần với lịch sử và với cái hình ảnh của con, với cái số tuổi của con, thì các em sẽ rất là thích. Cho nên cô cho con 10 điểm. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Tống triều hoàng đế chiếu chỉ đến tiểu quốc Đại Cồ Việt, Đinh Bộ Lĩnh đã băng hà, dương dân Nga và Ấu quân phải xuôi biển kinh để quy phục thiên triều, dân nạp long bào thiên tử. Nếu trái lời, 30 vạn quân sẽ xâm chiếm phương Nam, quyết san bằng tiểu quốc Đại Cồ Việt. Lao xuống! Đất này có chủ, nước này có vua, thần dẫn xã tắc để cung pha. Xã tắc của thần dẫn diệt, gục thành khủy thiên sông núi. Từ lâu diệt đóng biến thùy đã chi cõi, cũng rừng dãi núi con suối dòng sông đã lằn ranh vùng đất của vua Hùng. Con ráng mãi tiếng trong đồng dẫn nước
điều đại cường. Dạ, Tâu Thái Hậu, qua mấy trận giao tranh, ải kỳ cấp đang bị kẻ thù vây khốn. Trời ơi, vậy mà ở đây người ta đang trì quản nên nó tiêu hùng tiện đệ muốn xếp giáo gươm đấy là gì cầu hòa, tương làm giảm nhuệ khí của ba quân tương suy. Ôi giáo ba gươm sao lại chịu lạnh lùng quyến rũ. Nghe đâu các ngôi xưa đã từng theo tiên dương tam thời quản liệt, sao bây giờ trầm mặc chinh giá gỗ cam chiếu phân hẩm hiu, đã muốn chiêu hồn các ngươi. Hỡi nhân vật vô tri đang im lìm ngoài gỗ, sao các ngươi không nhớ lại màu cờ tiền trong trận thủa xa xưa. Nhớ lên xưa bóng đối thuyền bài cờ bái ngũ hủy, hai quân giao chỉ gương túc sát người, sát khí đằng đằng khỏi loáng dẫn dụ. Ôi giáo ôi gương, có tiền thắng là những phiên đá mài, mấy ngàn năm người đã cầm tay tìm phủ sớm để kết đoàn dựng nước chém núi bát rừng, hơi sông ngăn lũ đã chuyển mình thành giáo rửa thu sư. Kỷ dân lang mạnh không ngờ đời thận chỉ hai ngàn năm phẫn lẫn. Ôi giáo ôi gương, có tiền thắng là những mũi tên đồng đã bao phiên giữ dựng cổ loa thành, người giữ nước không thể cùng người dựng nước. Các ngươi cũng đã từng theo tiên quân ta khi năm hạ trong rền giữa trận, lúc mê thu mẫu xương, ai đã hỏi giáo gươm sẽ được trả lời bằng gươm giáo kiên mang long bào. Tấm long bào nhìn chiếc áo thiếp bỗng thấy là dáng người xưa, như nhăn nhủ đây là lời của hồn thiên sông núi. Mùa nách áo còn sáng người khí thế, bởi đường kim còn rạng vẻ sơn hà, có năm trời còn nguyên vẹn nét qua, áo tiên đê còn tươi màu gấm gió. Quyền tử chủ là niềm khát khao, là nghiệp âu ca, là nghiệp cả của tiên dân mình thành xưa giờ rửa thẹn, để trời nam rực rỡ ánh minh châu, để cho minh hào kiệt trong tiên rồng đời đời bất khuất.
vừa đến với tiết mục Thái hậu Dương Vân Nga với phần trình diễn của bé Vĩ Dạ. Bây giờ mời con đứng đây. À, trời ơi, bây giờ chưa cần bàn tới cái chuyện là diễn như thế nào, chỉ nỗi nhớ nhiêu đó lời thoại thôi là cũng thấy là bé quá giỏi, quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng con gái nha. Mấy cô nể con chưa nha. Mời cô Thanh Hằng ạ. Từng chi tiết, từng cái âm điệu mà xuống thấp cho lên đến cao trào, cho lên cao nữa, con đã cứng cỏi hơn rất là nhiều. Không hiểu sao mà ngồi đây cô rất là thớ thận. Có 6 tuổi thôi mà cái trí nhớ của con sao mà nó ở đâu mà nó quá hay như vậy. Mà thầy con lại là thử thách cho con diễn một cái vai phải 60 tuổi chứ không phải là 6 tuổi mà diễn đó. Xin mời cô Đăng Trang. Quá là khâm phục luôn. Sao mà có thể như vậy được hả con? Bây giờ cho cô mà thử một đoạn chừng 10 câu thôi mà hỡi ba quân tướng sĩ. Trời ơi, cái gì lửa bốc cao trên núi cắn diều gì đó trời ơi. Mà cô ngồi cô suy nghĩ, xong cô suy nghĩ. Nghĩ không ra. Con ơi, ba mẹ của con đâu? Đó, con đưa tay lên. Anh ơi, ăn cái gì mà đẻ con khôn dữ vậy? Là cái cô đánh giá cao con là con còn biết diễn xuất nữa. Cái diễn xuất của con nó nằm ở trong ánh mắt của con, nằm trong tinh thần của con và nằm trong cái giọng nói của con có cái sự nhấn nhá. Thậm chí con còn biết chủ động sân khấu đi qua đi lại. Dĩ nhiên con là một đứa nhỏ, nhỏ xíu. Làm sao con có thể hiểu được một cái vai diễn của con lớn như nhường nào. Nhưng mà ở trong cái thử tài siêu nhí này với độ tuổi của con, theo cô như vậy là siêu nhí. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Và cuối cùng cô Việt Hương. Đối với cô thì cái này nó quá quá sức với một cái đứa bé 6 tuổi. Tới cái người mà lớn khi tuyển vô một cái trường nghệ thuật học thì cái tiết mục này vẫn nằm ở học kỳ thứ tư phải không nghĩa? Học kỳ thứ tư để chuẩn bị tốt nghiệp, để bước qua một cái giai đoạn là một mình diễn trên sân khấu. Và cái mùa thi đó là cái mùa thi mà thí sinh sợ nhất. Ở đây con phải giữ cái tiết tấu cho quý vị khán giả, cái nhịp này nó nằm ở trong người. Thì hồi nãy con bước ra cô nổi hết da gà luôn. Thương nhất đó là con còn phải ngồi, cái chân phải kê thêm một cái bục nữa ha. Xong rồi tới cái cảnh mà con khóc á, con ngồi cái bục đó xong rồi con ngã vô cái ngai vàng của mình, con khóc rít rít rít. Con biết không, để 6 tuổi làm được cái việc đó đó, chắc trên đất nước Việt Nam này đếm được 1-2 đứa thôi. Mà con là một cái đứa mà còn thuộc tuồng nữa, không có vắt một cái chữ nào đó. Cô thương vô cùng. Cầm cái áo lông bào mà còn bự hơn con nữa, con biết không? Cái áo lông bào hồi nãy nó bự lắm đó con. Con cầm mà nó nghiêng thế này luôn nè. Vì bự quá, cái bàn tay thì bé xíu. Dạ, cảm ơn cô Việt Hương. Bây giờ thì con muốn nghe điểm số từ ai? Nghe của một cô Việt Hương. 10 điểm. Cho nói câu này nữa là hôm nay con đẹp quá. Hay là con già rồi nhỉ? Không có đâu, con còn nhỏ lắm cô ơi. Bởi vì... Hay là sao một mùa thi nó già đi, nó đẹp vậy? Hồi nó thi nó có 5 tuổi có. Bây giờ 6 tuổi. Con vẫn đẹp con ha, con vẫn đẹp, con dễ thương vô cùng. Rồi bây giờ con vào trong nè. Chúc mừng con gái. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta một lần nữa quay trở lại với lớp nhảy múa của cô giáo Huỳnh Mến. Và bé tôi vội vàng níu lấy cánh tay của cha tưởng như quá xa, mời ông choàng lấy tôi làm ở đây thôi, đừng buồn tôi ơi. Tôi chạy theo ánh sáng cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng đón tôi lúc tan trường, nụ cười ấy mang ấu thơ tôi về nơi xa xôi. Và cứ theo thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi tìm thế thôi, và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất, nhường lại cho những âu lo về
chỉ buồn thêm bao nhiêu những em đêm tan vào đêm, ôi trái tim vẫn còn yêu mến. Thưa quý vị, đó là lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Nào, những thành viên nhỏ đến đây nào. Bé Văn Minh thì chúng ta quá quen mặt rồi ha. Tiếp theo bé Vân Anh và bé Ngọc Dầu và bé Chí Thiện. Đó, bé Chí Thiện. Bài hát vừa rồi chúng ta nghe là bài hát Muốn Khóc Thật To. Đây chắc có lẽ cũng là cái tâm trạng, cái cảm xúc của các thầy trò lúc này phải không Thiện? Thật ra đây là một tiết mục lúc đầu mà Thiện chọn bài. Thiện là người chọn bài Muốn Khóc Thật To để giữ lại những cái kỷ niệm. Và ngày hôm qua là ngày chạy chương trình thì em mới biết rằng ekip của mình em đã có một cái clip để tặng em làm kỷ niệm. Tức là quá trình tập luyện với các bé. Và khi xem cái clip này thì em cảm thấy là mình nên trân trọng tất cả những kỷ niệm đó. Dù các con có phải ra về hay dù hai con có ở lại, nhưng mà cái mà Chí Thiện được trong chương trình này đó là những kỷ niệm rất đẹp với các bạn nhỏ của mình. Và các con cũng đã có một chặng đường dài với thầy của mình rất là đáng nhớ ha. Chúc mừng các con cùng với thầy giáo Chí Thiện đã có những cái kỷ niệm đẹp như thế này. Xin mời cô Đoan Trang. Riêng với cái đội này thì Trang thấy như thế này. Từ xưa cho tới bây giờ thì Trang thấy trong tâm trí của Trang là Chí Thiện là một ca sĩ rất là trẻ. Thì đồng nghiệp rất là đông cho nên mình không có cơ hội để tiếp xúc, để gần gũi và để hiểu. Và qua những chương trình như thế này thì đó là cái dịp cho mình được gặp gỡ và để biết thêm nhiều. Và Chí Thiện đã làm cho Trang rất là bất ngờ với sự đam mê của em, cũng như là với cái sự đầu tư về chất xám, về cả thể chất, sức lực, tâm huyết, tất cả mọi thứ mà Chí Thiện đã dành cho công việc của mình nói chung và cho Thử Tài Siêu Nhí nói riêng. Để kết quả là gì? Mang lại các tiết mục của đội của em rất là thành công. Và một cái cách rõ nét nhất đó là bạn Văn Minh được vào tới tận vòng trong và con rất là tiến bộ. Cộng với tất cả các bạn nữ trong đội của con nữa, mỗi bạn đều có một cái hình ảnh mà chú xây dựng cho tụi con, được hát những ca khúc phù hợp với chất giọng của tụi con. Cho nên xin được chúc mừng các bạn đã chơi một cuộc chơi rất là tuyệt vời để có những kỷ niệm rất là đẹp. Cảm ơn chị Trang. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Chúc mừng lớp nhạc nhẹ. Cảm ơn anh Nghĩa. Cảm ơn giám khảo. Dạ thưa quý vị, bây giờ cái lớp mà tài năng nhí, tài năng đặc biệt từ 4 tuổi cho đến 6 tuổi làm cho Đại Nghĩa cảm thấy hoang mang đây. Bởi vì trong cái lớp này các bé còn nhỏ quá, làm sao để thầy giáo Quốc Đại có thể gom cả lớp mình lại để tạo ra một tiết mục mang đậm dấu ấn của lớp mình đây. Mời quý vị hãy cùng đến với tiết mục của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của thầy giáo Quốc Đại nhé. Tình Bắc xuyên Nam, tình chung một đời ta đắp xây. Tình yêu thương là một phạm trù không có biên giới. Tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Tình yêu thương hợp thành sức mạnh bảo tác, đưa quê hương vượt lên những cần lao vất vả, hướng về mảnh vườn hoa thắm thơm mát thương đời. Mọi người, dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hãy cùng nhau hát lên khúc ca ân tình. Hãy yêu thương nhau thật nhiều, điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một đời yên vui và hạnh phúc. Thank you.
Bây giờ thì nhờ thầy giáo Quốc Đại giới thiệu cho tất cả mọi người biết về các thành viên nhí cũng như là các thành viên lớn trong cái lớp học của mình đi nha. Thật sự là kính thưa quý vị là để quản lý những cái học sinh cỡ này thì thầy Quốc Đại phải trăm tay nghìn mắt mới được. Nên thầy Quốc Đại rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Huệ Trinh, bạn Quang và bạn Ngọc, cũng như là đặc biệt là gia đình Vũ Đoàn Phương Việt đã luôn luôn yêu thương hỗ trợ các con, dạy các con từng ly từng tí. Và tiết mục ngày hôm nay thì lớp thì không muốn giới thiệu về lớp mình, muốn tặng bài hát này đến chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2. Đây như là một ngôi trường chung để các con khắp mọi miền đất nước về đây được học hát, được học múa, được học ca, được học nói, được học về đạo đức. Và nơi đây là nơi các con sẽ được yêu thương nhất. Cảm ơn Quốc Đại và cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho Quốc Đại chăm sóc đàn con trong cái lớp học này. Phải khen Đại rất là nhiều, coi như là bốn nhân tài tí hon như thế kia mà Đại đã chăm sóc rồi biến hóa các em trên sân khấu. Và mỗi vòng thi mà các con được vào là mỗi kỷ niệm đong đầy mà khán giả truyền hình khắp cả nước sẽ yêu thương các con nhiều lắm. Và chẳng những người lớn mà các em nhỏ thấy các con biểu diễn, các em sẽ nhớ đong đầy. Thì đúng, các con là tiên đồng ngọc nữ của chương trình, xinh lắm, yêu lắm. Và những khoảng thời gian kia là một thời gian đầy kỷ niệm, mà mai này khi mà con lớn lên đó, con nhìn lại, con sẽ cảm thấy yêu thương chính mình và con sẽ thương thầy con nhiều lắm. Tại vì ai cũng sẽ già chứ, mai mốt các con lớn lên nè, làm ca sĩ nè, có một nhân tài của đất nước, cái lúc đó chú Quang Lê là già lắm rồi. Cái con lại con hỏi thăm, con nói là ngày đó nhớ chú Quang Lê nhận xét con không, nhớ thầy Đại dạy không. Cảm ơn chú Đại và cảm ơn các con đã yêu thương chương trình này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Quang Lê. Dạ, cảm ơn các thầy cô đã dành tình yêu cho tất cả các con trong lớp này. Rồi bây giờ thì tạm biệt các con nha, các con cùng với... Mom, pet.
Vừa đến với tiết mục ca cảnh Châu Tử Giáng Thế. Trời wow. Ơi, Na Tra đẹp quá. Bây giờ có thể nào hạ Na Tra xuống được không? Mời con đến đây. Ai, xong tiết mục này cũng mệt con ha. Có đánh lộn rồi, có bay vòng vòng nữa. Các cô chú thấy thế nào? Mời cô Diệt Hương. Trời ơi, ta nói cái này nó hơi nghiêng về chút chiếu thần thoại ha. Cho nên là tôi khoái nhất mà cái chỗ vàng dựng là xàm nhất mà tôi chịu. Là thằng nhỏ rút cái vòng ra dục. Có cái ông áo đen cầm cái vòng chạy khắp nơi á, trời ơi. Đang mấy cái người hoa sen đẹp, mấy cô chú trong chủ đoàn đẹp quá trời. Tôi cộng thêm một điểm là vì cái tội quần áo đẹp quá. Lần đầu tiên tôi thấy Na Tra bằng bộ đồ xuất sắc luôn. Không có giống mấy cái bộ đồ mà từ trước cô Bình Tinh nó vào mặt đó, bỏ luôn. Bộ đồ này đẹp tuyệt vời, đã vậy tôi khoái hoa sen. Tại sao? Cái bộ đồ này là khi mà Na Tra người ta đã thành Liên Hoa Châu Tử rồi. Còn em là còn Lý Na Tra, ta phải tử với Trần Giang. Trời ơi, thời này là thời của nó. Trời ơi, thời em là thời chưa có nở. Dạ. Thời vô máu là cả được đâu. Thời này là thời nó nở ra cái bông rồi, cái mặt sáng để vậy con cũng giấu đây. Xong rồi, đang sang trọng hiểu không? Đang tiên cảnh, tự nhiên cái ông bận đi bộ đen, bận bộ đồ thun đen á, đi mà tụi nó xàm. Biết nó giải trí vô cùng tận luôn. Nói chung là đầy đủ tố chất hết, hát được, múa hay, làm giỏi, dàn dựng tố 10 điểm. Cảm ơn cô Diệt Hương. Hôm nay là mưa 10 điểm. Ai biết sao đâu, Hương Tràm là em gái mưa, còn cô Hương là em gái 10 đó. Có nghĩa sao mang duyên dáng vậy? Cảm ơn chị. Em làm nhục chị cỡ nào chị cũng đã binh bất chấp luôn thí sinh á. Bây giờ làm sao? Có cái cách nào mà cho vô hết rồi trừ tiền tụi tôi lại, lấy tiền làm giải thưởng luôn được không? Khỏi cần lãnh lương luôn á. Dạ. Còn bây giờ chị là gì? Hương Sàm hả? Hương 10. Dạ cái này chị có gì cái giường. Mời cô Thanh Hằng ạ. Có nhiều bà này bà nói hết trơn rồi. Thích quá à. Em thích chế quá à. 10 điểm luôn vậy đi. Cảm ơn cô. Cô xin cảm ơn nhóm múa nha. Nhóm múa bận rồi quá đẹp. Năm cái cô gái đó ngồi đâu mà cao cái giò dài sọc cái bông sen dày mới bông sen. Chứ tôi là dạng cái lục bình châu thôi. Đại nói chút coi sao có người ca bận đồ đen cầm cái giò. Phải thực tại Bình Tinh hết. Tại vì dòng, lấy dai người ta mà còn dòng nói dòng trước á thì đi con đi xem cổ vũ và thấy anh Trọng Nhân bay khoái quá, thầy con lội ngược dòng thầy cho con bay đi thầy. Nói trời ơi cho con bay rồi mà thầy bữa đó ngồi mà mọi người cứ lo lắng cho nên nó thôi lo lắng hả, thôi để thầy thương lượng với bên cách ca đơ coi được không. Thì cách ca đơ nói là nếu mà an toàn 100% á thì cách ca đơ sẽ bay cùng. Và cái anh bận đồ đen đó là sẽ là luôn luôn bảo trợ cho con.
và sử dụng luôn, là coi như là khi mà quăng cái dòng ra, bây giờ quăng sao mà quăng thu lại được đây, phải sử dụng ông đó luôn, đánh luôn. Ảnh là bóng đèn. Một cái chi tiết rất là vui. Vậy là bây giờ là có cái sự công bằng nha con. Là con bắt chước cái kiểu dây bay của cô Bình Tinh. Vậy lát cho mượn bộ đồ tối đi hát nha. Bận vừa không cô? Bận bộ đồ mới cô Hương không có chê. Bận vừa đi thì cũng cho mượn à. Quân công dạ. Đồ tướng quân của ông là ai? Người tên Nguyễn, một bữa ăn thường gây mắc kẹt nên thường nhớ quê nhà, sai tôi tìm cha già. Vậy người có biết cha của Nguyễn Phục tên là gì hay không? Dạ biết chứ. Người là người cấp cung tiễn theo hầu Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chức gọi Tọa Thượng Nô, tên gọi Nguyễn Địa Lôn. Nguyễn Địa Lô là tên của lão đây, còn Nguyễn Phúc là con trai của lão. Đây, anh Mai, em gái của nó, cả nhà sum họp một đàn, riêng chỉ có nó như nhãn sọc lẻ bạn. Anh Mai, dạ. Con vào trong bắt cho cha một nồi cơm thiệt lớn để đãi cho em đi ăn, còn hỏi tình của anh mày nữa chứ. Lẹ lên nghe không? Tương lãnh cha. Chú em, dạ. Lợi đây ngồi với lão, lợi đây. Dạ. À, dạ. Chú em biết tin gì về con trai của lão? À, dạ, dạ thưa lão gia, tướng quân còn có bảo, ngày đi còn thơ dại, nay vai rộng lưng dài, chẳng hổ mấy tài trai, à, đổ đầu ba trường võ. Thằng Phúc nó đổ đầu ba trường võ. Dạ. Thằng này nó giỏi quá cỡ vậy ta. Dạ, bởi vậy tướng quân con mới thương tài cao sức rộng của người. À, lão gia, hôm nay tướng quân sai con về đây có mang cho ngài một bức phong thư kính trình đại lão gia. Lão có thư của con? Dạ. Để lão xem. Chú ơi. À, gì dạ? Đọc cho lão nghe. Ý, thư này là... Nó biết lão, mà lão chẳng biết nó. Dạ, vậy xin phép lão gia cho con đọc. Ờ. Dạ, trộm nghe trong ba chuyện mỗi lớn, có cả đạo cha con, kể từ khi lưu lạc tha phương, thân con trẻ quá nhiều ngăn trái. Này, đại quân Nguyên xâm lấn, đất Nam ban thạch, chết đành dồi sâu. Bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toàn ngồi báo Trần Dương gia. Trần Dương gia sao? Trần Dương gia nhập Bắc Quy Hàm. Thảm mã phi tinh. Dạ. Mi vừa nổi cái chi mà tai ta nghe như sấm nổ vang. Quân bay cho con ta, tội bay cho con ta, cánh chim hồng vàng cánh trở trời xanh, lại ngàn trái đi theo phương sầu dân hại nước. Chắc là nó sầu nát ruột, chắc là nó nghĩ nát đầu, cho nên mới kêu người về đây thưa lại với cha già, hầu phân một nẻo chung riêng vẹn vẽ đây mà. Thám mã vi tinh. À, dạ, dạ. Đọc tiếp đi con. Dạ, con đọc tiếp. Dạ, bởi vậy nên chi nhờ đại quốc mưu toàn ngồi báo Trần Dương gia nhập Bắc Quy Hàn, thảo ngôn đồ đại việt kinh dân, thần con trẻ tội thần giữ đạo, cấp kim chạy theo người.
Không, không, con ta không phải là vương phản nước hại dân. Không. Thôi, thế thì ý ông đã rõ. Ta dân mật lệnh với hai nhiệm vụ. Một là thư gửi ông đầu quân. Nếu không được, còn hai là ta sẽ đưa ông về trong Mã Tây. Người ơi, thôi. Vậy sau mấy năm đó, trơ mắt nhìn tao mày nghe phục, một chút xíu nữa thôi là cha không kịp ngăn con làm chuyện phản dân hại nước rồi Phục à. Vậy vậy cãi cha hả Phục? Cãi cha, cha đánh mày, cha đánh mày chết đi cha. Cha ơi, tỉnh dậy đi cha. Bởi trong cơn nóng giận, cha đã phạm lỗi tài đình. Đây là tên thám mã phi tinh, chứ nào phải anh con nồng đó. Trời ơi, ta đã giết người, ta đã giết người rồi. Cha ơi, cha đừng làm con sợ mà cha. Anh Mai. Dạ. Mang giày ra đây cho cha. Cha. Mang ra đây. Nhưng con. Đi ngay. Dạ, con đi liền nè cha. Yeah!
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bức Ngôn Đồ Đại Việt với sự trợ diễn của các nghệ sĩ Hoàng Hải và Lê Như. Đây là một cái vai diễn mà ngay cả những nghệ sĩ lớn cũng phải rất là sợ, và họ thường chọn cái vai diễn này làm cái vai diễn để dự thi trong những cuộc thi chuyên về nghề. Và hôm nay với một cái cậu bé mười mấy tuổi như Trọng Nhân đây mà có thể diễn lại cái trích đoạn này với cái vai Nguyễn Địa Lô thì nó là một cái điều quá sức tưởng tượng với chính bản thân Đại Nghĩa khi xem. Chúc mừng con đã hoàn thành vai diễn nha. Mời cô Đoàn Trang trước ạ. Con thoát ra được tất cả những cái vai diễn trước đây của mình. Con có một cái sự đột phá trong chính bản thân của mình nhờ sự giúp đỡ của cô Bình Tinh. Con trưởng thành trong cái vai diễn của con. Cải lương, hồ quảng, những tuồng cổ là bậc thầy. Trời ơi, khó lắm. Bởi vì trong đó là cách diễn xuất gương mặt, ánh mắt, thần thái. Toàn bộ tất cả những điều đó thể hiện một người lão gia yêu nước. Và đây là vai diễn vô cùng thành công. Cô chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoàn Trang. Mời cô Việt Hương. Về cái mặt kỹ thuật biểu diễn thì cô lại khẳng định một lần nữa, đây là một trong những thí sinh đã đạt tới cái mức độ mà có thể biểu diễn để sinh sống. Rất là khó để cho giữ hết từ đầu đến cuối mà con không có xả ra một chút xíu nào của một cái thằng bé 14, 15 tuổi không thể thấy. Thì hồi nãy là hoàn toàn thuyết phục cô về mặt kỹ thuật biểu diễn con trên sân khấu và phần dàn dựng rất là khôn khéo để đẩy con lên. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hương. Và bây giờ thì ý kiến từ cô Thanh Hằng. Thành công, con đã trở về tới đích. Cô Bình Tinh đã tìm cái vai này để cho con lấy lại đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Con đỉnh đạt, con chững chạc, con diễn, con không còn là Trọng Nhân nữa mà con làm ông Nguyễn Địa Lô. Cô hy vọng rằng con sẽ bước vào vòng trong nữa. Dạ. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Chúc mừng con nha. Dạ. Bây giờ thì con muốn nghe điểm số từ ai? Dạ, cô Diệt Hương. Mời cô Diệt Hương. Hôm nay con xuất sắc thuyết phục cô Diệt Hương 10 điểm. 10 điểm. Thưa quý vị, chỉ còn một thí sinh cuối cùng của đêm nay. Đó là cậu bé đến từ lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Chính là bé Văn Minh. Bé Văn Minh đêm nay sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ trong giây lát. Chương trình thử tài siêu nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này, nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây, con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng, và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ. Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ. Con xin hứa, dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được. Một Lý Đạo Thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều trang chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô Bình Tinh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
gia. Con người vừa vượt suối băng đèo đến báo hung tin rằng Sơn Bình đã thank you.
Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. Trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi, chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối, các bạn chơi sát nút luôn, có bao nhiêu sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một buổi tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn thử tài siêu nhí cho tôi gặp cô gái này, một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi, Nhân ơi, con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng mà cho Quang Lê những cái kiến thức, cũng như là dạy cho Quang Lê lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi, sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm trước em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống, dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi, em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao rồi, nãy em lăn được? Dạ em ra hát em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ, nghệ sĩ lại vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn, không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay. Từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? Cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Ồ. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Hằng với thầy Quang Lê thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Con về rồi đó hả? Dạ. Thương nội, con mới đi bán về. Nay bán được không con? Dạ, con bán cũng được con nội. À. Ủa, mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ, sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống. Thôi, con đi vô tắm rửa, rồi ăn cơm đi, nội nấu cơm cho con ăn rồi. Đi đi con. Dạ. Không biết trong này là gì mà ông nội mới cho mình mở ra. Thanh, con làm gì vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ đỡ hơn á nội. À. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi, rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình
mà cho nội con bao khỏe, sống bên con gờ để con được chăm sóc cho nội. À ơi, ơn dày khắc sâu trong lòng, từ trong tiếng à ơi con được lớn hôn nên công người nuôi con. Ơi. Không, Mình ơi, tôi không phải người vậy đâu Mình ơi. Tôi đừng nghĩ quan cho tôi mà, nó không phải là con ruột của tôi đâu. Các con ơi, cha không làm như vậy đâu mà, tội nghiệp đó lắm con ơi. Cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi, bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa. Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi, các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu á là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nội không thú lộ, nội đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm. Con phải làm sao sự tình? Thành, đưa cho ông nội, đưa đây. Nội thương con nhiều, đừng khóc nữa Thành ơi, mà làm cho lòng đổi nát tan. Nội sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nội bỏ con. Để cho con có một
nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi. Nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Phú Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của thử tài siêu nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường, mà năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát, còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học. À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm Hữu Quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này.